Xin chào các bạn, tôi là Nick Vujicic. Tôi rất vui vì được hợp tác với Tập đoàn Hoa Sen, Đài truyền hình Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Báo Thanh niên. Tôi cảm thấy rất hứng thú khi quay trở lại đất nước xinh đẹp của các bạn và truyền cảm hứng cho các bạn một lần nữa. Tôi yêu các bạn rất nhiều. Thông qua chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt, tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng các bạn thật sự tuyệt vời và hãy đừng bao giờ bỏ cuộc. Hẹn gặp lại các bạn. Chào đón Nick Vujicic trở lại Việt Nam, tôn hoa sen, mái ấm gia đình Việt. Chào đón Nick Vujicic trở lại Việt Nam, tôn hoa sen, mái ấm gia đình Việt. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Kinh tế và biến đổi khí hậu của FBNC. Thưa quý vị, các tỉnh miền Bắc hôm nay nhiệt độ đã tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Tuy nhiên, do còn ảnh hưởng của không khí lạnh nên vẫn có mưa rào vài nơi. Tại Sapa, nhiệt độ dao động từ 18 đến 24 độ C, có mưa rào và dông vài nơi. Tại Hà Nội có mưa rào vài nơi, nhiệt độ dao động từ 25 đến 29 độ C. Khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cũng không có nhiều biến chuyển, thời tiết phổ biến là nắng nóng cả ngày. Nhiệt độ các tỉnh dao động trong khoảng 26 đến 34 độ C. Đến với khu vực các tỉnh miền Đông Nam Bộ, hiện nay nhiệt độ vẫn duy trì khá cao, nắng nóng oi bức gây khó chịu cho toàn miền. Tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 35 độ C. Dự báo chiều và tối mai có mưa và dông vài nơi. Trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm quần đảo Hoàng Sa, thời tiết tốt. Khu vực quần đảo Trường Sa và các đảo phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, biển động mạnh. Và bây giờ, mời quý vị đến với những thông tin chi tiết về thời tiết trên thế giới. Tokyo 12 đến 20 độ C, Seoul 10 đến 25 độ C, Bắc Kinh 13 đến 28 độ C, Thượng Hải 15 đến 20 độ C, London 8 đến 18 độ C, Paris 10 đến 20 độ C, Sydney 15 đến 27 độ C, Melbourne 5 đến 16 độ C, Washington DC 4 đến 17 độ C, New York 3 đến 13 độ C, California 4 đến 17 độ C, Singapore 25 đến 30 độ C, Philippines 26 đến 31 độ C, Myanmar 26 đến 39 độ C, Thái Lan 28 đến 36 độ C. Đây vốn là điểm tiêm dịch vụ của Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội, nhưng nay đã được mở tiêm ngừa sởi miễn phí cho trẻ để chống dịch. Ở các phòng tiêm dịch vụ, số người đứng chờ để đưa trẻ đến tiêm ngừa vẫn rất đông, từ sáng đã treo biển hết số. Không chỉ ở Hà Nội, ở nhiều tỉnh khác, cha mẹ cũng ùn ùn dẫn con đi tiêm. Tại Nghệ An, chỉ riêng trong 2 ngày 18 và ngày 19 tháng 4 đã có hơn 600 ca. Theo Sở Y tế tỉnh, trước đây do lo ngại trước thông tin tiêm vaccine gây tử vong cho trẻ sơ sinh, các bậc phụ huynh chần chừ không đưa trẻ đi. Bây giờ thấy dịch bùng phát mới vội vàng đến. Lượng bệnh nhân sởi nhập viện trong những ngày qua không hề giảm, trong khi thời tiết lại ẩm, khiến virus gây sởi dễ phát triển. Ngoài ra, Bộ Y tế cho biết tại 22 địa phương có tỷ lệ tiêm ngừa sởi thấp dưới 50%, trong khi yêu cầu của Bộ là kết thúc chiến dịch tiêm vét ngừa sởi kết thúc trong tháng 4. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế và biến đổi khí hậu cùng với sự đồng hành của Tôn Hoa Sen. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Chào đón Nick Vujicic trở lại Việt Nam, Tôn Hoa Sen.